Em Thắng chào cô chú anh chị. Bây giờ bên em đang lên đây là vú sữa Mika để giao cho người chú thân thương nha. Chú tới với chú cũng có lựa cây nữa. Nè bà con quay gần cho mình xem ạ. Cây cho chú là rễ xì ngoài bầu luôn, rất là nhiều. Nói chung là cây đảm bảo hết để chú về chú trồng. Chú nói 30 mùng 1 là chú trồng để dễ nhớ ngày nè. Cây thì đẹp nha, nó đều hết. Nếu mà chú trồng ok thì tháng 2 gặp lại. Chú con hỏi chú tên gì chú? Tên Nhật. Chú Nhật ha. Chú là ở đâu? Ở Lấp Giò, Đồng Tháp, ở xã là Định An. Xã Định An. Rồi. Định An, Định Yên là làng Chiếu hả chú? Rồi. Rồi sáng chú chạy này mấy tiếng? À, hai tiếng ngoài à. Trời ơi xiên thiệt chứ. Ship còn ship tới gì bị chạy cũng chậm ha. Vậy review xe chú một chút nào mà con. Xe chú sáng hắn thấy có đâu rồi, có cộng dây điện này chi chú? Điện đó là điện đèn. Điện đèn hả? Đi cộng dây điện quá dữ luôn. Bây giờ làm giấy tờ tính tiền chú ha. Dạ.